Sai lầm thường gặp trong trị mụn. Một là sờ tay lên mặt thấy cục mụn, sau đấy dùng bàn tay cạy lên. Tay của chúng ta nếu không được làm sạch sẽ có rất nhiều vi khuẩn. Việc sờ tay lên mặt sẽ làm cho tình trạng mụn nặng lên. Thói quen kệ nặn mụn cũng sẽ làm mụn dễ bị viêm và để lại những cái vết thâm lâu hơn. Thứ hai là đầu tư đồ skincare rất là xịn sò. Skincare 7749 bước rất chi là đầy đủ. Nghe đến đây thì rất là nghiêm túc nha. Nhưng các bạn lại cài phim, lướt TikTok, Facebook 2 giờ sáng mới đi ngủ. Có những bạn thì đến nửa đêm còn inbox cho bác sĩ hỏi là: chị ơi, em bị mụn mà mãi không khỏi. Ngoài những cái sản phẩm hỗ trợ, chúng ta cần có một cái lịch sinh hoạt phù hợp và khoa học. Thứ ba là ai mách gì cũng mua về dùng, không hề tìm hiểu nguồn gốc như là kem trộn, rượu thuốc. Nhóm này trị mụn rất là vất vả vì vừa phải cai corticoid, vừa phải phục hồi da và trị mụn, nên là sẽ mất nhiều thời gian hơn các bạn trị mụn bình thường. Vậy nên là các bạn cần tìm hiểu kỹ về sản phẩm rồi mới sử dụng nhé. Các bạn có câu hỏi gì hãy để lại comment cho bác sĩ nha.